Xin chào các bạn. Hôm nay mình review chợ thứ ba An Biên chiều 29 Tết. Ở đây là phía trước cổng chợ Bách Hóa An Biên các bạn. Phía trước chợ Bách Hóa thì như mình thấy là rất là thưa khách các bạn ơi. Mình thấy hình như là năm nay người dân ta ít có đi chợ nhiều quá. Mỗi năm mình thấy ở đây là người ta bày bán là hoa chưng Tết là rất là nhiều luôn, mà năm nay thì rất là ít, nhất là mà qua Vạn Thọ này các bạn thấy không, hầu như là không có ai đứng xem luôn các bạn. Cái này là phía bên hông chợ Bách Quán nha các bạn, cũng rất là vắng khách luôn. Để một chút mình vòng ra chợ nông sản ở phía sau gây về mình xem ra ở phía sau có đông người nha các bạn. Chợ rất là ảm đạm luôn. Bông Vạn Thọ hình như là không có ai đứng xem luôn các bạn, không ai hỏi mua luôn các bạn, đúng không? Đây là con đường chạy vào chợ nông sản này các bạn ơi. Mình thấy phía sau chợ nông sản thì hình như là đông khách hàng hơn các bạn. Hình như là tất cả người dân họ tập trung về phía sau chợ nông sản này nhiều các bạn. Về phía sau chợ nông sản này thì bán trái cây với lại hoa chưng bàn thờ các bạn nhiều. Quá trời trái cây luôn các bạn ơi. Nó dưa hấu vàng luôn nè. Hoa nè. Mình thấy hoa này là mua nhiều nhất. Hoa để mình cắm cho mình bông là mua nhiều nhất luôn các bạn. Còn hoa Vạn Thọ thì hình như là thấy ít ít ai mua lắm. Là phía sau chợ nông sản nha các bạn. Nhưng mà mình không chưa có xuống phía khu vực mà chợ cá các bạn. Cái này vẫn còn mà bên ngoài của chợ nông sản. Hơi bị kẹt xe các bạn ơi. Ở phía sau này đông hơn, thành ra xe hơi bị kẹt.
đây là phía sau chợ nông sản An Biên nè các bạn ơi. Mà mình cũng chỉ review được ở phía bên ngoài thôi các bạn, chứ mình không có được vô trong chợ Nhà Lồng bởi vì trong nó đông quá. Mình đang ngồi trên xe mình review luôn, thành ra hơi khó, chạy với nó hơi khó các bạn ơi. Giờ mình chỉ chạy được dọc phía ngoài thôi. Bây giờ thấy hơi đông nhưng mà năm nay thì nói chung là ít người đi mua đi chợ hơn nha các bạn. Nhưng năm ngoái rất là đông, năm ngoái trên chút rất là đông luôn. Năm nay thì vắng khách quá. Mua thuốc chưa?